bột xi măng của cái sân nhà em nên nó chảy nên mưa nó đọng lại. Đấy, một chậu bột xi măng. Đây là con gà còn bé bớt thì hôm nọ đầy lùm lên. Đây bụi. Thế là bột xi măng nha. Nên bọn em kêu hôm vừa rồi, bọn em kêu cũng nói với lại phó giám đốc của nhà máy ở bên ủy ban, trao đổi với cả ủy ban với lại cả xóm cái thứ hộ, các hội dân, kêu đường đi rồi mới lại bụi thì các anh bảo là không bụi. Thế không bụi thì những cái đường như cái bột xi măng mà em đã cạo để như này thì đấy mà em không cần cái hộp này bột xi măng mà cái chỗ này đấy. Bọn em chỉ cần mưa thôi nên là bọn em cạo đi không biết bao nhiêu lớp đấy. Bây giờ bọn em bong lên và em này, và em cạo lên đây ạ, xi măng này ạ. Ui, đây đây là bột xi măng nha. Xi măng đây là chảy từ đây ra đấy đấy ạ, chứ không phải là cái gì. Đây là bột xi măng mới chảy ra đấy đấy, gắn cục vào đấy, là đóng cục như thế luôn. Đây là cái chỗ này bọn em một cạo đi nhiều lên để cái nốt vết cạo được bột xi măng này, mà họ kêu là không bụi. Mà trong khi đó ở đây này, dưới này có một cái đây là hôm qua em quét rồi đấy, một đêm nó xả như thế này thì anh bảo vẫn động đấy. Đây là cái gì? Đây là mảng xi măng vẫn động, vẫn đấy, từng mảng như này này, mọi năm là tuần như này, không phải mọi năm mà bây giờ vẫn thế. Đấy, đây này. Thì đây là chả là bột xi măng thì là cái gì? Là cái gì đây? Họ kêu là không bụi, không bụi mà những cái mảng. Thế họ trả lời là Sở Tài nguyên Môi trường về đo rồi. Họ bảo là Sở Tài nguyên Môi trường về đo bụi không bụi một tí nào. Em cũng không hiểu là Sở Tài nguyên Môi trường họ đo như nào hay đo cái gì em không biết. Những cái lá cây như này là anh nhìn anh biết. Các cây ăn quả bọn em mấy năm nay từ năm nhà máy về đây, cây nhãn cây xoài bọn em chả được ăn quả gì cả. Cây nhãn mà cây xoài không được ăn.